Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Kỷ Mão, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ ngày Kỷ Mão, tức chi khắc với can, có nghĩa là mộc khắc với thổ, và hôm nay là ngày hung các bạn nhé. Về nạp âm thành đầu thổ kỷ tuổi Quý Mão, Ất Mão, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ đó. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành Mộc cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Tân Dậu, Ất Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Minh Đường, Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc, Nhân Chuyên, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải trừ được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát đoạn. Các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao Nguyệt Phá xấu về xây dựng nhà cửa, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Thiên Tặc xấu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương, sao Nguyệt Yến Đại Họa xấu đối với xuất hành giá thú, sao Thần Cách kỵ về việc tế tự, sao Phi Ma Sát hay là Tai Sát kỵ giá thú nhập trạch, sao Tội Chỉ xấu về tế tự tố tụng, sao Ngũ Hư kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng, và sao Không Phòng kỵ cưới hỏi các bạn nhé. Về cái hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc và Tài Thần hướng Chính Nam. Tiếp theo mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo rất chi là căng thẳng và áp lực vì cái chuyện tình cảm của mình không được như ý nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên cái mối quan hệ của bạn tuổi Tý với người ấy có thể bị gia đình, người thân phản đối vì nhiều cái lý do nữa đó bạn tuổi Tý nhá. Bằng mặt mà không bằng lòng, cái việc gặp gỡ diễn ra rất chi là gượng gạo, và bạn mệnh tuổi Tý cảm thấy chán nản, không hiểu tại sao mà người mình yêu thương lại không được người nhà, người thân chấp nhận, có thể dẫn đến những cái mâu thuẫn bất đồng dữ dội ở trong lòng bạn nữa đó. Trong cái ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cảm thấy rất chi là mệt mỏi với những cái lời giục giã của người nhà, và bạn tuổi Tý bạn cũng không được nghỉ ngơi yên ả đâu nhá. Có thể với bạn tuổi Tý, bạn nên ra ngoài đi chơi cùng bạn bè hay là tham gia các hoạt động xã hội để cho tinh thần của mình được thư thái hơn, cũng là
để làm quen với nhiều người mới nữa bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, hãy thoải mái đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, cần giải quyết mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, có những lúc nên phải bình tĩnh. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, đừng nóng giận thái quá bạn tuổi Tý nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp được thiên tài độ mệnh, cho nên cái con đường tài lộc của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay sáng rực đến không ngờ nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn biết lợi dụng cái ưu thế có sẵn của bản thân mình để biến nó thành cái vũ khí sắc bén có lợi cho mình nữa rồi đó. Ngày này đối với những bạn tuổi Sửu có nghề tay trái thì cũng giúp cho bạn kiếm được không ít tiền luôn nhé. Bạn mệnh tuổi Sửu là người rất chăm chỉ hay làm nên chẳng cần phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc nữa đâu. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy lắng nghe cái thời thế để biết cách đón nhận cái cơ hội cho mình bạn tuổi Sửu nhé. Nhưng trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ mộc bất dung, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại không được suôn sẻ cho lắm, với những cái mâu thuẫn không ngừng nảy sinh. Và cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu thiếu đi cái tâm lý và rất dễ khiến cho đối phương cảm thấy chán nản vì bạn đó nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tình cảm bất đồng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tài lộc được hanh thông. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, tiền kiếm dễ dàng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, nhanh tay nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, gia đình mâu thuẫn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp được ngày có tam hội cục chia chở, cho nên cái con đường tình duyên của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay rất chi là vượng sắc, không cần phải lo lắng quá nhiều bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn mệnh biết được đâu mới là người thực sự mình yêu thương nữa rồi đó. Nhân duyên chín mùi chẳng cần phải gượng ép, và khi tới lúc cảm thấy muốn chung sống cùng với nhau, bạn tuổi Dần bạn muốn tạo nên một gia đình nhỏ thì tự khắc hai người sẽ bày tỏ cái sự mong muốn, việc kết hôn cũng không phải là có khó khăn với bạn đó bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện, cho nên với bạn tuổi Dần lại đang có cái nguy cơ, có cái điểm mất tiền hao của, và bạn tuổi Dần bạn không biết cách chi tiêu tiết kiệm đó bạn nhé. Cuối tuần đi cùng bạn bè cũng là tiêu pha không biết cân đo đong đếm, về nhà nhìn lại mới thấy hối hận đó bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, thất thoát tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, tình cảm được thăng hoa.
tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, nhân duyên cực vượng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, hữu thấu lòng nhau. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bốc đồng hoang phí đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày có tỷ kim trợ mệnh, cho nên với bạn tuổi Mão, bạn không ngần ngại bất kỳ cái điều gì đó nhá. Và bạn tuổi Mão, bạn đang có chính kiến của riêng mình, lại được người thân ủng hộ, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn đang có được cái sự tự quyết định, không cần chần chừ do dự nữa đoạn. Bạn tuổi Mão, bạn mệnh cũng có thể thử sức với cái việc kinh doanh, buôn bán trong ngày hôm nay. Ngoài cái yếu tố may mắn thì bạn cũng đang có được cái sự mạnh bạo có thể giúp cho bạn kiếm được khá chi là nhiều tiền trong ngày hôm nay. Bắt đầu một cái cơ hội đang ở gần tầm tay bạn lắm rồi đó bạn tuổi Mão nhé. Mộc khí đang vượng với bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn lại phải cần lưu tâm để chăm sóc sức khỏe của bản thân mình, nhất là những người đang có cái tiền sử về bệnh gan. Và cuối tuần vui vẻ cũng không nên uống nhiều rượu bia, bạn nên biết cách giữ gìn sức khỏe, giữ gìn bản thân mình bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, quyết đoán mạnh bạo. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, sức khỏe có vấn đề. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, cần chăm sóc cho bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, nên sắp xếp cân đối thời gian. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn mệnh tuổi Thìn, bạn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không chịu lắng nghe lời khuyên của những người đi trước, thành ra tự mình hại mình. Và bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn cũng đang gặp ngày Thìn Mão tương hại, cho nên cái con đường tình duyên của bạn không được tốt, đang có cái sự ảm đạm, khó lòng kiếm được chốn an yên đó bạn tuổi Thìn nhé. Bạn tuổi Thìn, bạn mệnh còn nhiều cái nỗi lo lắng mà không dám mở lòng tiến tới một cái mối quan hệ mới để gần hơn với cái hạnh phúc mà mình đang tìm kiếm đó bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có chính tài nhập cục, cho nên cái vấn đề về thu nhập với bạn tuổi Thìn trong ngày này lại được vững vàng. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Thìn thoải mái hơn trong những cái việc mình làm nhé. Có thể cuối tuần với bạn tuổi Thìn sẽ là một cái chuyến đi du lịch vi vu đâu đó cho thư thái đầu óc, và bạn cần phải chuẩn bị quay lại làm việc nữa bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, có nhiều cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, tình cảm chưa tới. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, nhân duyên ảm đạm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, tự mình hại mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao,
Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 7 ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này rất có thể bạn sẽ trải qua một ngày khá chi là may mắn khi cái con đường tình duyên của bạn đang trên đà được khởi sắc đến không ngờ nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bản mệnh cũng đang gặp được ngày mộc dưỡng cho hỏa, cho nên người ấy không chỉ là người yêu mà còn là người bạn tri kỷ của bạn nữa rồi đó. Bạn tuổi Tỵ, bạn mệnh biết được cái thế mạnh của mình nằm ở đâu và thể hiện được cái sự quyến rũ lớn không ngờ khi mà những người xung quanh không khỏi ấn tượng về bạn nữa. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ đang có được cái cơ hội để tìm kiếm một nửa của riêng mình, nhờ thế mà cao hơn rất chi là nhiều bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày này, đối với các cặp vợ chồng thì ngày này là cái thời điểm tốt để cho hai bạn hâm nóng lại cái tình cảm lứa đôi. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy dành cho nhau thời gian nhiều hơn có thể, chiều chuộng đối phương thêm chút nữa, đừng có quá cố chấp bạn tuổi Tỵ nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, cần nhiều yêu thương. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, phải biết lo lắng cho nhau. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, nên quan tâm thấu hiểu đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ 7 ngày 3 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn dễ gặp phải những cái mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm ngày hôm nay. Nguồn cơn có lẽ bởi vì ngày hôm nay với bạn tuổi Ngọ, bạn kiếm được quá nhiều tiền về tay đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng thực chất là vô cùng có lý. Thực chất trong ngày này với bạn tuổi Ngọ là cái thời điểm cả gia đình có nhiều thời gian bên nhau, thì với bạn tuổi Ngọ bạn lại bận bịu với cái việc kiếm tiền vì đang được thực thần cố chiếu hỗ trợ tạo cái điều kiện cho bạn có được cái vận may kiếm tiền đó bạn tuổi Ngọ nhé. Nhưng trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp ngày Ngọ Mạo tương phá. Cái điều này đang có cái điểm báo vợ chồng có cái sự mâu thuẫn, con cái thiếu đi cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Nhưng những cái cây cỏ dại tự lớn chẳng được dạy dỗ tới nơi tới chốn, có thể mắc phải những cái sai lầm nghiêm trọng đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, vợ chồng hục hặc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, không cần lo lắng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, nên sắp xếp và cân đối thời gian. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ 7 ngày 3 tháng 10 năm 2020.
Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi, cho nên bạn đang được cái vận quý nhân giúp đỡ ở bên cạnh. Chẳng thế mà cả cái con đường tình duyên lẫn cái con đường tài lộc của bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay đều được như ý muốn nhá. Và bạn tuổi Mùi trong ngày này, chẳng những như vậy, bạn nhận được những cái lời khen ngợi và ngưỡng mộ từ rất nhiều người nữa. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi Mùi, bạn mệnh biết cách để biến bản thân mình trở nên nổi bật giữa đám đông. Cái sự quyến rũ tự thân bạn chẳng cần phải gượng ép khiến cho bạn hấp dẫn hẳn trong mắt người khác phái nữa đối với bạn tuổi Mùi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài ở bên dẫn đường mở lối cho bạn. Cho nên với bạn tuổi Mùi, chẳng ngại dành thời gian làm thêm trong ngày hôm nay và để tăng thêm cái thu nhập cho mình, ít nào hay ít đó, bạn mong muốn mình sẽ nhanh chóng đạt được cái mục tiêu đề ra nữa đó bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, chăm chỉ kiếm tiền. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, nhanh tay nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tình duyên vừa ý. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, hạnh phúc ngập tràn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn cần phải đề phòng cái nguy cơ có kẻ thứ ba chen chân vào cái mối quan hệ tình cảm của hai người nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cho nên cái mối quan hệ giữa hai người đang có nảy sinh nhiều vấn đề xung đột nữa đoạn. Với bạn tuổi Thân trong ngày này, thực sự chưa đặt mình vào cái vị trí của đối phương để hiểu và thông cảm cho nhau, bạn suy nghĩ có phần ích kỷ, chỉ nghĩ tới cái lợi ích của bản thân mình mà không hề có cái ý định lùi bước đoạn. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cái sự khắt khe khó tính của bạn sẽ khiến cho bạn trở thành người hay kiến chọn chẳng ai là người đủ tiêu chuẩn trong mắt của bạn cả đó bạn tuổi Thân nhé. Và bạn tuổi Thân dù biết bản thân của mình không hoàn hảo nhưng bạn lại không chấp nhận đối phương cũng như vậy nữa đó. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, tình cảm nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, gia đình bất hòa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, thiếu quan tâm và chia sẻ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, nên biết cảm thông. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Dậu, bạn đang có cái điểm báo gặp nhiều trở ngại, cái con đường tình duyên của bạn bấp bênh và bạn tuổi Dậu, bạn không biết phải làm thế nào
để ổn định được cái cuộc sống của mình nữa đó bạn tuổi Dậu nhá. Bạn tuổi Dậu, bản mệnh không hề nghĩ về những cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng không nghĩ tới không có nghĩa là nó không thể xảy ra với bạn. Và bạn tuổi Dậu, bạn cảm thấy chán nản với chính bản thân của mình khi không đủ tỉnh táo và mắc phải cái sự sai lầm đáng tiếc nữa. Đoạn. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Dậu, bạn cần phải cẩn thận, kẻo lại bị tiểu nhân lừa gạt. Làm ăn kinh doanh chưa bao giờ là dễ dàng. Và bạn tuổi Dậu, bạn có thể bị những kẻ xấu bụng dụ dỗ một cách ngon ngọt mà cả tin, mất cả tiền tài lẫn danh vọng nữa đối với bạn tuổi Dậu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dậu cũng đang có cái điềm báo xuất hành thì không thuận lợi, có cái sự va chạm, rối rắm, tranh chấp, cãi cọ và tai nạn bất ngờ có thể xảy ra với bạn nữa nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, mất tiền hao của. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình cảm nhạt phai. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, mâu thuẫn với chính mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, mất mát về tiền của. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, không biết cảnh giác nữa đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày Tuất Mão nhị hợp. Cho nên với bạn tuổi Tuất, bạn sẽ dồn hết thời gian cho gia đình. Bạn biết mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc cho những người mà mình yêu thương nữa đó bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài ở bên, cho nên bạn tuổi Tuất thể hiện được tài vận của mình khá chi là lý tưởng. Và bạn mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về tương lai, ít nhất là hiện tại của bạn đang rất tốt và bạn không cần phải gồng mình lên đâu đó bạn tuổi Tuất nhé. Và bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn cũng hãy tận dụng những cái khoảng thời gian rảnh rỗi để vui chơi cùng gia đình. Nếu còn rảnh nữa thì học hỏi, bồi dưỡng thêm kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân mình, không thừa chút nào đâu bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tập trung kiếm tiền. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tình cảm được hâm nóng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, dành thời gian cho gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, biết chi tiêu đúng chỗ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, cần phát huy tốt hơn nữa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi. Cho nên với bạn tuổi Hợi trong ngày này, cái con đường tình duyên của bạn rất chi là hanh thông, đào hoa nở rộ. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận tình yêu bạn tuổi Hợi nhé. Có những cái chuyện chẳng thế mà cho rằng không có thực, bạn đã chứng kiến rồi đó. Nhân duyên có thể đến bất cứ lúc nào và bạn tuổi Hợi, bạn chỉ cần thể hiện cái con người thật của mình. Nhưng
cũng đủ để thu hút được cái sự chú ý của người khác phái. Chẳng hạn thế mà bạn còn được yêu quý lắm đó bạn tuổi Hợi nhá. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì sớm có người yêu, còn đối với những bạn đã có đôi có cặp thì sớm trở thành vợ chồng nữa rồi đó. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy tạo dựng cái nền tảng tốt nhất cho cái cuộc sống hôn nhân của mình bằng tình yêu, bằng cái sự cảm thông và lòng bao dung đi bạn tuổi Hợi nhá. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình yêu thăng hoa. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, sống hết mình vì tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, cần được yêu thương chân thành. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, số đào hoa được yêu mến. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, nên biết mình là ai nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.